Tôi tên là Lương Bảo Anh, tớ 6 tuổi. Hôm nay tớ muốn các bạn viết một bông trù hoa để tặng mẹ. Đây, các bạn viết nhé. Đầu tiên, các bạn viết một hình tròn làm nhị hoa. Sau đó, viết những cánh mà bạn yêu thích. Cánh tròn, cánh dài. Khi viết xong, viết một cái cành và trụng các loại hoa lại để làm một thành một bó hoa. Hoa hồng mà các bạn thích. Đó, các bạn thấy chưa? Chứ thế là các bạn viết lá vào để cho sinh động thêm. Đó, các bạn đã hoàn thành một bó hoa để tặng mẹ cha. Con viết tiếp nhé. Bây giờ các bạn viết thêm để trang trí. Tớ sẽ viết thêm một chùm nho ở đây để cho đẹp. Các bạn viết những hình tròn. Viết 3 bước. Bây giờ đã viết 2 và viết một cái cuối cùng. Xong rồi, viết một cái cuốn. Thế là xong. Và viết, các bạn thích viết bắp ngô thì các bạn cứ viết thế này. Các bạn. Xong rồi để một con kết hoa quả các bạn. Và viết thêm một đầu và kẻ những cái hình vuông vào. Thế là hoàn thành bắp ngô, bông hoa và chùm nho. Chà đà. Tôi xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong lần sau nhé. Tôi xin chào các bạn. Tôi tên là Lương Bảo Anh. Hôm nay tôi muốn hát một bài lên nhà. Em rất thích trồng những cây xanh. Em rất thích trồng những cây xanh. Không đến là em hát. Con chim nhảy nót trên cành. Sân trời xe con nhiều bông hoa. Không đến là con hát. Cô giáo dạy em yêu cây xanh, dạy có con và chiếc trên cành. Vui mừng vui em sẽ lớn anh, về mùa xuân mãi mãi của em. Hết ạ. Không, tôi xin hết ạ. No, chỉ bay đi đâu đi đâu. Hoa cà trong mây gay, ông mặt trời chiều lặng. Chị ông mua bình hoa, người nô tranh chào bay. Chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm nhị làm mật ong nuôi đời. Chị vâng theo bố mẹ, chăm học không lên người. Trời xanh 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 xanh. Chị ong bay nhanh hoa lở những cánh thắm. Đi tìm mật chiêu lặng. Chị ong mua bình hoa, niêm hoa cánh chào bay. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi, chỉ bay đi tìm nhỉ, làm mật ong nuôi.